Hello, xin chào các bạn. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Võ Lâm 2. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trở lại với các cao thủ BK. Hiện tại thì Long đang có mặt tại server Thiên Long. Vâng, một server mà lâu lắm, vâng, hình như là chưa bao giờ sang. Vâng, hôm nay lại có dịp sang và để chứng kiến hai cao thủ vâng Thiên Long Quyền BK với nhau. Một bạn tên là Khôn Me Victor Huy và một chân bạn DK chân xuất thọ vâng lâu một vâng xuất thọ số 1 vâng của Thiên Long Quyền vâng rất là VIP. Chúng ta có thể là xem qua đồ đạc của hai anh ấy. Vâng, các bạn có thể thấy này, kim xà 5, phun cộng 13 và lá thứ đã lên bậc 12/12 hết rồi. Vâng, có các dòng thì cũng tương đối là ngon. Vâng, hai cao thủ là đồ rất là VIP. Vâng, bạn Mr. Huy vâng có bao tay bỏ qua phòng rất là ngon và tín vật cấp 15 kim xà phun cộng 14 luôn và trang bị ẩm huyết, riêng cái áo là hào hiệp vô hạn nhưng mà cộng 14 rất là trâu. Vâng, chúng ta hãy bắt đầu chứng kiến. Vâng, chúng ta theo anh chân xuất thỏ vâng, số 1 Việt Nam. Yeah.
Thọ và số 1 Việt Nam giành thắng lợi. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Vâng, video thì còn rất là dài. Các bạn muốn xem các cầu thủ BK thì các bạn có thể đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ. Vâng, chúng ta lại gặp nhau trong video khác. Vâng, với rất là nhiều video, các bạn cứ đăng ký thoải mái và đăng ký miễn phí. Chúng ta hàng ngày sẽ có video mới. Vâng, chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Bye bye.